chị phụ mày. Chào tất cả các anh em mình, bố mình này với cậu mình đang nướng thịt. Hôm nay bởi vì chưa nghĩ ra video gì, nhờ chú trưởng nhắc nên mình mới biết. Mong đây là món ăn mà bố mình tự nấu, cả cậu mình nữa. Nhưng mà mình lưu rất đẹp. Lúc đó đã nướng được hai con gà nướng Còn đây là chú mình Trường, chú Trường và Sún. Em Sún. Kia là gì mình đang đi kìa.